đủ người rồi, giơ tay thật cao lên được không ạ? Xin chào mừng tất cả các bạn. Hiện tại là Nam đang đứng tại bãi biển Cần Giờ 30 tháng 4. Và hôm nay chúng ta có một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó chính là tổ chức phi lợi nhuận Ocean Conservancy đã thực hiện một hoạt động rất là ý nghĩa và mời 220 bạn tình nguyện viên tới đây để chúng ta dọn sạch bãi biển Cần Giờ. Các bạn có thể thấy được xung cảnh ở xung quanh, đó chính là những bạn mà đang mặc áo màu xanh dương của chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi mong muốn rằng có thể lan tỏa được thông điệp đến tất cả các bạn và đến với tất cả các người dân của Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện hành động bảo vệ môi trường bằng cách là giữ gìn và nhặt những loại rác như là rác thải nhựa để có thể bảo vệ cuộc sống của chúng ta cũng giống như là giữ gìn môi trường biển ạ. Xin được cảm ơn. Ta. Và chính chúng ta sẽ là một trong những cái giá trị để giúp cho bầu khí quyển của chúng ta sang sạch đẹp hơn và đặc biệt hơn, đó chính là một môi trường biển. Như hiện tại bây giờ đang là rất là nhiều rác, và chúng ta hãy cùng hành động, vì một hành động nhỏ của chúng ta sẽ mang lại những cái lợi ích giá trị tốt đẹp cho thế giới và cả một cái khu vực mà biển xanh như ngày hôm nay.